Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Theo Cục Thống kê tỉnh, đến nay toàn tỉnh có trên 540 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp này đã đóng góp cho ngân sách 2.780 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng thu nội địa của tỉnh. Năm 2023 có gần 50 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu là thứ nhất là Nhật Bản có gần 180 dự án vốn đăng ký trên 4 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Hàn Quốc có 152 dự án vốn đăng ký gần 900 triệu đô la Mỹ. Thứ ba là Trung Quốc có 140 dự án vốn đăng ký trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nộp ngân sách của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 vượt 39% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 26,5% so với thực hiện năm 2022. Sáng nay, tại Nhà văn hóa huyện Khoái Châu, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám sàng lọc cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Khoái Châu. Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, các y bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc tư vấn cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Khoái Châu, các bệnh như ung thư vú, tuyến giáp, đo huyết áp, tiểu đường, tim phổi, các bệnh về mắt. Nhân dịp này, Bộ Y tế đã tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách và 2 suất quà cho gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo của huyện Khoái Châu. Sáng nay, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Tại chương trình, gần 1.000 đoàn viên người lao động đã được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như biểu diễn các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian, qua đó giúp cho các đoàn viên công đoàn thể hiện được sự khéo léo và tinh thần vui tươi phấn khởi. Liên đoàn Lao động Văn Lâm cũng phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai các gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng hỗ trợ người lao động. Trong bối cảnh thời hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sẽ khép lại vào cuối tháng 1 năm 2024, thì ngay trong những ngày đầu năm 2024, giá một số vật liệu xây dựng tăng cao đột biến, nhất là mặt hàng cắt vàng. Thực tế này khiến cho các nhà thầu lo lắng gặp khó trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời điểm nước rút hiện nay. Tìm hiểu tại các bến bãi cung cấp vật liệu, giá cắt vàng tại bãi có giá 440.000 đồng đến 460.000 đồng trên một khối, tăng gần 100.000 đồng một khối, cát đen tăng khoảng 20.000 đồng một khối, đá các loại tăng 10 đến 20.000 đồng một khối. Thông thường, giá các loại vật liệu này sẽ tiếp tục tăng và không ổn định trong khoảng vài tháng nữa. Các nhà thầu cần chủ động từ sớm, hạn chế thấp nhất khó khăn rủi ro do giá cả bất ổn như hiện nay. Gần 2 năm lên ý tưởng thực hiện, 8 người gồm thợ cơ khí, người làm vườn ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đã tạo hình cho hàng chục chậu cây cảnh để phục vụ Tết Giáp Thìn 2024. Theo anh Chu Văn Năng, chủ vườn cho biết, mỗi tác phẩm có hình thù kích thước khác nhau, trong đó quan trọng nhất là phôi khung. Phôi làm bằng sắt thép là phần ruột của ý tưởng tạo hình. Loại cây được lên chậu trang trí chủ yếu là bưởi và phật thủ. Tùy dáng cây sẽ tạo hình chậu khác nhau, mỗi chậu cây có giá từ 40 triệu đến 300 triệu đồng gồm cả cây. Huyện Văn Giang hiện có hơn 1.300 hectare đất trồng hoa cây cảnh các loại, hình thành hai vùng, gồm vùng sản xuất hoa ở các xã Xuân Quan, Phụng Công, vùng sản xuất cây cảnh ở các xã Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi và thị trấn Văn Giang. Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Hà Nội tổ chức 32 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 9 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp. Theo kế hoạch, trên địa bàn thành phố có tổng số 32 điểm bắn pháo hoa ở 30 quận huyện, trong đó có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thành phố yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị tổ chức doanh nghiệp để tổ chức bắn pháo hoa ở các quận huyện. Với chiều cao 55,5m, ngọn hải đăng bên bờ vịnh Hạ Long thuộc khu vực bãi tắm Bãi Cháy, thành phố Hạ Long được coi là ngọn hải đăng có thân cao nhất Việt Nam. Ngọn hải đăng Bãi Cháy được mô phỏng từ ngọn hải đăng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam, được người Pháp đưa vào sử dụng năm 1899, cao 66m so với mực nước biển, trong đó phần thân tháp là 41m. Ngọn hải đăng nằm cách không xa cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Nơi đây là điểm check-in yêu thích của du khách và đang trở thành một điểm hẹn lý tưởng của các chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Mới đây, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bãi xe tang vật ở thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải, thiếu hơn 10.000 m2 kho bãi để tạm giữ xe vi phạm hành chính. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xử lý trên 650.000 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó tạm giữ trên 1.500 ô tô, gần 154.000 mô tô xe máy và gần 1.300 xe ba bốn bánh, trong đó hơn 128.000 xe bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn, chiếm gần 20%. Do mức phạt các lỗi này tương đối cao, đôi khi cao hơn giá trị chiếc xe vi phạm và có hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe, nên không ít người vi phạm đã bỏ xe làm quá tải các kho bãi xe vi phạm tăng vật. Theo thống kê riêng của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn thiếu hơn 10.000 m2 kho bãi để tạm giữ xe vi phạm hành chính. Liên quan đến việc cán bộ chơi gôn trong giờ hành chính, Ban Thường vụ tỉnh Bắc Ninh quyết định cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh đối với ông Đặng Trần Trung. Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với ông Đặng Trần Trung, đồng thời thực hiện quy trình cho thôi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Cùng với đó đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Phong, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. Sau gần một tháng ra quân cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện gần 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như vi phạm tốc độ, không mang theo giấy phép lái xe, đăng ký xe, xe chở hàng quá tải, trong đó có gần 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và nhắc nhở. Đợt ra quân này diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ FAA thông báo đang điều tra những sai sót tiềm ẩn trong quy trình sản xuất của hãng Boeing. Trong thư gửi Boeing, FAA cho biết sẽ kiểm tra các quy trình của Boeing để đảm bảo an toàn bay. Trong thư, FAA nhận định Boeing có thể đã không đảm bảo tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt và cũng như trong điều kiện vận hành an toàn theo quy trình kiểm tra và thử nghiệm của hệ thống chất lượng. Việc điều tra được tiến hành sau khi ngày 5 tháng 1, máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng hàng không Alaska Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Portland, bang Oregon do gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình bay. Sau sự cố này, hãng hàng không Alaska đã hủy tất cả các chuyến bay Boeing 737 Max 9. Ngành dầu khí Venezuela đang ghi nhận sự phục hồi tích cực khi các báo cáo công bố gần đây cho thấy sản lượng dầu thô đã đạt được sự ổn định và gia tăng đáng kể trong năm 2023. Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, trong tháng 11 năm 2023, Venezuela sản xuất trung bình 801.000 thùng dầu mỗi ngày, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2022, khi nước này sản xuất trung bình 693.000 thùng dầu mỗi ngày. Trong khi đó, báo cáo của công ty PDVSA, doanh nghiệp dầu khí quốc doanh của Venezuela cho thấy tình hình sản xuất nhiên liệu, khí đốt và các dẫn xuất đã ổn định. Công suất lọc dầu đã tăng lên khoảng 300.000 thùng dầu mỗi ngày nhờ phát triển quy trình đầu tư và phục hồi hệ thống lọc dầu quốc gia thông qua các liên minh quốc tế, việc thích ứng và sản xuất phụ tùng thay thế trong nước. Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo xu hướng nắng nóng kéo dài sẽ tiếp diễn trong năm 2024 sau khi thế giới vừa trải qua năm 2023 được ghi nhận là nóng nhất từ trước đến nay. Trong báo cáo phân tích thường niên, Cơ quan Hải dương và Khí quyển Mỹ NOAA cho biết năm 2023 là năm ấm nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1850, khi nhiệt độ trái đất cao hơn 1,45 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. NOAA cảnh báo xác suất đến năm 2024 ấm hơn năm 2023 là 1/3 và xác suất lên tới 99% rằng năm nay sẽ là một trong 5 năm nóng nhất từ trước đến nay.
Đánh giá của NOAA chung với báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, khi cơ quan này cho rằng năm 2023 là năm nóng kỷ lục. WMO cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do biến đổi khí hậu, bên cạnh sự xuất hiện của hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ toàn cầu cao hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.